có miếng đất trồng hành nữa, lấy đâu mà có cây xanh. Cây xanh thì phải rộng một chút, ra vùng ven thì mới ngoại thành thì mới có. Nói chung là nhiều đông người, nhiều người ở thì mới lạnh nhiều hơn. Trước là bao nhiêu căn hộ thì bây giờ nó cũng bao nhiêu căn hộ, nhưng mà chỉ có cái bạn nó xây cao lên thôi. Có khu vực xây bếp nhưng mà bây giờ ít người, thành ra rồi cái bếp là cho người ta thuê. Có hai người à, thành ra là dọn lên đây cho nó gọn. Cái này lúc trước là cái nhà bếp là ở sau, nhưng mà bây giờ cái nhà bên này đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có hai vợ chồng già thôi, thành ra là cái bếp mình thu gọn lại để mình cho thuê cho nó có thu nhập một chút xíu. Thì tại vì ở đây lâu rồi nó quen rồi, hồi xưa tới giờ cái đường hẻm nó vẫn là như vậy. Trước thì nhà nó đâu có dày đặc. Trước thì cũng vậy, nhưng mà nhà nó rộng rãi. Rồi bây giờ người ta chia, người ta xẻ đất ra, người ta bán thì nhà nó hẹp một chút.